Yo, xin chào mọi người, thì mình chính là Crazy Line đây. Thì cũng như mọi khi mình sẽ để với Đắc quay trước để xem coi là nó quay ra chữ gì nha. Anh đoán luôn nha, anh đoán là em sẽ ra trái chữ F á, trái siêu phế luôn. Ê, ơ chữ F thì kìa. Ủa? Giỡn hết ta. Chữ F hả? Trái flame với lại trái fan cần. Có trái flame với trái fan cần á, em chọn cái nào? Tất nhiên là trái flame mà. Ok, thông minh, lựa chọn sáng suốt. Hôm nay giọng mình hơi khác là do mình đang bị nghẹt mũi nha các bạn, thông cảm. Tới lượt mình nha, tới lượt mình nha. Let's go, tới lượt anh nè. Ôi, em nghĩ ra trái gì? Trái, chữ B, chữ S luôn. Chữ S luôn, chữ V đắt. À đồ. Chữ V thì chữ V chúng ta sẽ có trái Venom. À đồ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn trái Venom luôn nha. Let's go. Ai. Ui, trái Venom của anh nó đang mọc đuôi lên nè. Nó đang là một đuôi nè. Ôi. Ôi, mạnh nữa, ít 2 sức mạnh. Dạ. Vô nha, lần này là quýnh thiệt, anh không có nhường nó đâu á. Mấy đợt trước là tại anh nhường cho em thắng thôi. Đừng hồng là kèo nữa anh nói thiệt. Hơi xỉnh nha. Ai. Ui, Ken chết. Lần này thì anh biết Ken chết rồi nha. Mấy bạn fan kêu anh là Ken chết đi. Tại anh nhường em thôi. Rồi xong. Gì vậy? Đôi thằng này sử dụng bung nữa kìa, bá đạo vậy. Thằng này nó biết sử dụng bung nữa, nó bay cao làm nữa kìa. Làm gì có. Giờ nó chạy ra sao luôn nè các bạn. Rồi mình chơi chiến thuật nha, đừng tiếp cận nữa. Ui. Má hên. Ây da. Ây da, ghê vậy fan. Ôi nãy giờ anh quên biến hình Venom. Lần này thì xong Venom rồi. Mà đó là vậy rồi đó hả? Nè. Cú bắn sấm sét. Bắn tùm lum tùm la tựa lưa hồn dưa. Anh chưa có chắc ai hẳn ai hùa mà anh nói nhiều quá. Là sao? Xem nè. Chưa chắc là sao? Nè, one shot one kill. Ôi. Biết chiêu kết liễu rồi chiêu nào không Phố? Chiêu này hả? Chiêu ít của chai Venom á. Chạy. Mình có hắn được các bạn ơi. Chết. Mình hắn được. Mình hắn được. Mày giỏi mày chạy nữa đi. Và đương nhiên với sức mạnh áp đảo chế độc thì mình đã giành được chiến thắng 1-0 một cách khá là dễ dàng. Vậy đi qua chế khác đi. Ok, vòng thứ hai đi coi là Vidac nó sẽ ra trái gì nha. Ui, chữ M, mẹ mày béo. Ủa. Chữ R. Hẹn S luôn. Ui, chữ R là có trái trái rêu bát. Ê, anh thêm chữ này vô mà anh không có rubber. Trái rumble. Trái rumble với lại trái rubber. Trái rumble của em đang V1 phế lắm. Xài trái rubber đi. Thì do là trái rumble của ông Vidac nó đang ở V1 á, nên là nó khá là phế. Mình sẽ cho nó xài trái rubber nha. Luffy G4 là nó ha. Để tôi. Tao mà random ra chữ M một cái là mẹ mày béo luôn. Ui. Chữ R luôn. Chữ B. Chữ B là gì? Phúc. Phonic. Phúc. Trái Ben với lại trái Phonic. Ui, trái Bottle luôn. Trái Ben là một trong những trái BB đỉnh nhất đó. Hiểu kỹ năng á. Nhưng mà hình như anh kỹ năng anh không có thì phải. Anh bị vấn đề kỹ năng. Thôi được rồi, anh sẽ ăn trái Phonic luôn nha các bạn. Let's go. Nom. Bật BB lên đi. Vô mày. Yeah, second. Ui, ghê vậy. Man anime. Mày dạ, trời ơi, má cái Phonic dạ. Mạnh gì vậy? Ai Phốt khác biệt với chai Phonic của em bữa trước vậy. Bữa trước của em là đánh cái xong hồi máu. Mày. Ui trời. Đu. Ủa sao em đứng yên rồi? Em đứng binh luôn rồi. Anh đánh mạnh quá. Anh đánh mạnh quá em đứng yên rồi. Thằng Phốt đuổi dân ghê rồi các bạn ơi. Vô lại nè. Không. Nè, biến hình phượng hoàng luôn nè. Mày. Né được hết các bạn ơi, mình kỹ năng mà. Mày. Nè. Rồi, combo đó Phút. Đỉnh nhất thế giới. Ủa gì có 700 mấy đam vậy? Ôi để anh xuống đất, anh bay hơi hơi tội nghiệp em quá. Khùng á. Trái này trái lớp bơ nhìn cùi bắp vậy. À thì đứng yên cho nó quýnh mình trúng nha các bạn. Ui trúng nha. Mày gấp lên trời nữa nè. Mày. Thử quýnh chúng anh thử ai gì. Ôi chứ rubber nguy hiểm quá à, sợ quýnh chúng vậy. Chứ rubber đúng kiểu top 1 trái nguy hiểm nhất thế giới. Ôi chứ rubber nguy hiểm quá các bạn ơi. Các bạn coi nó quýnh sắp chúng mình rồi nè. Trời đất ơi. Ôi vãi cái trường.
ấy. Từ từ, em hiểu cách chơi rồi. Thôi, để anh biến thành Phượng Hoàng, anh cho em lên thiên đàng luôn. Đó là đánh lạc hướng thôi. Mày, rồi, 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 combo, combo, combo one shot. Ủa? Rồi. Ây da. Bro, thì đúng như mong đợi, Chef Phoenix đã mang lại chiến thắng 2-0 dành cho mình. Thật ra là do Chef Rupper phế quá thôi. Ok, bây giờ sẽ đến với vòng quay thứ 3 của VDAC để xem coi là nó ra cái gì nha. Nghĩ sao mà là kèo được, rồi chữ B. Rồi, hợp với tên chủ luôn. Chữ B là Chef Pen, Chef Bottle nữa. Chef Bottle ấy, muốn xài Chef Bottle không? Các bạn mạnh á. Lì quá các bạn, mình kêu nó xài Chef Bottle, nó không chịu. Chef Bottle mình nghĩ mạnh hơn á chứ. Tới lượt anh là đừng có khóc nha. Ui, ui, Chef M. Mẹ mày béo. Thì đương nhiên trái M chính là trái Mammoth. Và cũng là siêu béo luôn. Rồi, một trong những trái béo nhất trong Love Food. Nhưng mà trong kho đồ của mình thì lại không có trái Mammoth. Nên thôi mình sẽ lấy trái Magma đỡ nha các bạn. Không sao, trái Magma cũng là một trong những trái PvP khá là ngon. Rồi, rồi chưa? Chào nha, rồi vô. Cho mày biết tới nỗi đau. Này xài trái Ben. Em muốn nếm mùi nỗi đau hả? Gì vậy? Ê, trái Ben nhìn yếu vậy. Nhìn bắn kiểu cái cục nhỏ xíu. Ui trời trời trời. Gì vậy? Gì nhỏ xíu mà thấy bự vậy? Mày. Ây da. Ui. Tỉnh như câu. Ui. Ken chích. Ken chích được hết. Ờ à, sao màn hình anh đang thua luôn rồi. Phốt gì vậy phốt. Em hắc ha. Em hắc ha. Rồi. Trời ơi. Sướng kìa. Em quýnh anh trốn đựng cái. Anh quýnh em má trắng cây máu luôn. Nè chết nè. Đùng xong. Ui bắn tùm lum. Cái bên đó phế lắm, phải dành cho người có kỹ năng cao. Phúc ơi, em quá gà. Chạy nói đi đúng đâu. Rồi đó, người kỹ năng cao đó là em chứ ai. Chạy đi đâu. Where you go I go. Ôi anh hết thấy em nữa rồi. Chết rồi đó Phúc. Hay chưa? Anh thấy chưa? thấy rồi nè, wow. thấy 3/3 rồi các bạn ơi. Và tỷ số hiện tại đang là 3-0 nghiêng về phía của mình. Một trận chiến quá áp đảo. Các bạn nghĩ còn cơ hội nào là kèo dành cho VDAC hay không? Chơi Magma mạnh lắm. Ok, vòng thứ tư nha. Rồi xong luôn, chữ L. What the hell? Sao không có chuyện đó được, sao không có chuyện vô chế Leopard được. Chữ Y là gì? iPhone hả? À chế A. Trời ơi. Chế băng, chế A. Rồi ok, tôi được anh nha. Chế băng hả, khá đơn giản thôi các bạn. Chế băng không áp lực lớn cho tụi mình lắm nha. Chế B, ờ má hên. Nhém nhiêu nữa vô chữ B rồi. Ờ chữ F cũng được. Chế F là chế Flame với lại chế Falcon đúng không? Ok các bạn ơi, bây giờ sẽ là trận chiến của lửa và băng nha. Rồi let's go, ăn đi. Múc bang, nom. Rồi để xem coi lửa và băng ai mới là người mạnh nhất nha các bạn. Quýnh luôn nha. Rồi, quất luôn. Mày, trời, ai vậy? Ôi không. Vậy? Tại chiêu dách này hình như nó mạnh hơn hay sao á. Ôi, hên vãi. Hay da. Hên vãi. Tiếp tổng này hay vậy. Ây da, đau vậy. Ôi, nó còn có quýnh thường nữa kìa. Rồi mày chạy. Mày chạy. Dạ, sao nãy chưa đánh chạy. Không được chị ta. Mày chạy. Trình độ khác biệt bạn ơi. Vấn đề kỹ năng. Cái gì kìa Phúc? Cái gì? Ôi né được hay vậy. Cái này nè. Mày. Ôi. Thằng này nó chơi nó quýnh thường các bạn ơi. Nó mất dạy thiệt. Ủa cái đó là một phần mà. À chiêu dách này phế quá. Chiêu dách này hơi phế nha. Đây đợi anh xíu. Đợi anh xíu Phúc ơi. Mày. Dạ. Đạn lửa. Hụt hết luôn. Vấn đông rồi vậy chú. Mày. Chịu nổi không. Quá câu lửa. Mày hả bưởi. Yeah. Mình hết. Chạy. À, hay kìa. Sao này ta. Hay vậy. Cao tơ vậy các bạn ơi. Rồi giờ xong. Mấy lần rồi đó. Mày. Ây da. Rồi xong. À chơi gì chạy ra biển luôn rồi. Quá đúng lắm. Nó chơi nó chạy ra biển. Ta chỉ tận dụng địa hình vốn có thôi. Trong anime cũng vậy đó. Mày ơi nó chơi ăn gian vậy. Nó chạy ra biển luôn rồi. Má. Cứt gì xuống đây. Mình phải ăn.
mình cua. Mình xuống đây. Mình là anh Vê Đắc, mình đi giỏi mà các bạn. Trong mày chơi bây giờ. Mày ngoài kìa. Thằng này nó hay quá à. Nó chơi nó chạy kìa. Nó hồi gần đầy máu luôn rồi. Không, một lần nữa là anh chết đó anh tin không? Nè. Nè, làm. Vô. Ây vô. Dạ. Trời ơi, má nó ngu quá, nó ngu. Trời ơi, nó ngu. Mày thôi cũng ơi, quá ao trình rồi. Quá ao trình rồi, chạy đi đâu nữa. Chạy đi đâu nữa. Thì kết quả sau những ngày rèn luyện cực khổ của mình đã được đền đáp. Trình độ PvP của mình đã giúp mình đạt được 4-0. Nói chung thì game là dễ. Ok, vòng quay tiếp theo, vòng quay thứ 5 nha. Đây chắc chắn là vòng quay cuối cùng các bạn ơi. Không lẽ mình thua đúng không? Dễ gì là keo được. Ui, thì lần này Vê Đắc đã quay được một trái được đánh giá ở hạng S cộng luôn. Trái sao? Ừ, trái sao? Trái Spirit nữa nè, muốn xài trái Spirit không? Ok, Hiền Phúc nó chọn trái sao cho các bạn, trái âm thanh nha. Nên là bây giờ mình sẽ quay một trái đó bình thường cũng có thể đánh bại được trái đó các bạn ơi. Quá yếu luôn, chữ quy. Wow. Cái gì ta? Vãi, trái quét hả? Ok, mình sẽ ăn trái chấn động nha các bạn. Let's go. Nom nom nom. Nom nom nom. Ủa, trái quét này của anh có 4 chiêu là đang ở V1 hay V2 vậy ta? Chắc là V2 đúng không? Ừ, đúng rồi. Ui, đù, trời, ghê vậy? Mày giỡn, mày giỡn. Nhảy xong lên rồi. Nào. Rồi xong rồi Phúc ơi, gặp khắc chế rồi Phúc ơi. Sống thần tới, sống thần tới, né đường nào. Mày né đường nào. V2 rồi, sống thần này nhiều quá. Sống thần nhiều quá không thấy em đâu hết trơn á, đúng tự bóp giấy bản thân thiệt. Mày, ui, ui, ơi mà trái này được cái quýnh gần quá mày ơi. Được cái. Được cái à. Trái này quýnh gần quá. Ui, keo hả mày? Rồi. Lật keo hả mày? Ui, ui, ui. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Cái quái gì vậy? Đâu rồi? Không mấy hô được, không mấy hô được. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai, 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 ai. Ui, hên quá, hên quá. Em đâu rồi? À đủ, sẽ chiếu cái đéo vậy chạy đâu phát mày sống thần chịu hỏi sống thần mày né nữa đi chịu nữa mày né nữa đi mày né nữa đi ơi 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 hay là em là tập người cá em không bị dính nước ta đừng có làm đánh em quá trời em mất máu em sắp chết tới nơi rồi. Thì do là sử dụng tộc người cá nên là Vê Đắc đã lật kèo được một pha khá là bất ngờ ha. Nhưng mà không sao, tỷ số hiện tại chỉ mới là 4-1 thôi. Ok, đến với vòng quay thứ 6 của Vê Đắc để xem coi là nó quay ra trái gì nha. Ôi ui ui chữ mờ vãi ăn Phúc nó vô trái mẹ mày béo các bạn ơi. Thì chữ M chính là trái do mammut, một trong những trái nặng ký nhất trong Love Food. Ok các bạn, trái mammut thì cũng khá là khó ăn đó, nên bây giờ mình sẽ quay một trái gì đó kiểu ngon ngon một xíu, kiểu ngon ê, kiểu ngon một xíu ê. Chữ B là trái bum bum. Chữ B là trái bom. Ủa trái bích ha nữa nè. Ui ui gì cũng đâu phê lắm. Ôi. Không, ok, thì để đối đầu với trái mammut mình sẽ làm một đối thủ nặng cân của nó nha các bạn. Mình sẽ xài trái bích ha. À, vô nha cu. Bay vô đây, bay vô đây. Mày kêu bay vô là bay vô hả mày? Kêu bay vô là bay vô hả mày? Rồi à, sao hôm nay trái hung mình xài chiêu đam toi ta. Em quýnh có 900 mấy đam à. Tại anh là trái hung mình mà. Rồi xong. Đứng nó đi, đứng nó đi. Đứng đó đi mày chắc mày à. Tao đợi mày nhảy vô nãy giờ rồi, rồi đụng. Ủa vậy không chết, làm lầm máu vậy mà không chết. What the fuck? Ê đứng lại mày, đứng lại mày, đứng lại mày, đứng lại mày, mày đừng có chạy. Ui em đi xem vô anh xin nè. Ơi em nói 35 máu cho anh quýnh em hoài không chết vậy. Ôi làm máu hệ cái nãy lúc em mày... định là bật đùng. Ủa gì có 900 mấy máu vậy anh à? Yes và đương nhiên các bạn ơi không có pha lật kèo nào đây nữa hết. Chiến thắng nó thuộc về mình với tỷ số 5-1, tại vì bài học hôm nay đó chính là Vê Đắc quá gà.